Em xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay là ngày 29 tháng 12. Em lên một số những cái mặt hàng cho các bác sưu tầm nhá. Đầu tiên đây là một giò đùi gà dẹt. Đấy, hàng nguyên bản các bác nhá. Hàng nguyên bản. Hàng nguyên bản. Đấy, mới chặt rừng về xong. Nốt chặt còn mới tinh này. Còn cục gỗ vẫn còn tươi nguyên. Dễ rất là nhiều. Đây nhá. Các bác nhìn xem ở lụ này. Đấy, lụ chi chít. Lụ rất là nhiều các bác ạ. Nó dùng rất nhiều cành lụ luôn. Đấy. Đấy, gà này thì rất nhiều cành lụ. Hơn 50 thân hoa nha các bác nhá. Giò này hơn 50 thân hoa. Mã số 40. 1 triệu rưỡi nha các bác nhá. 1 triệu rưỡi mã số 40. Rất to. Tiếp theo là đến chúc Phật bà nha các bác nhá, chúc Phật bà, chúc Quan Âm đấy. Đấy, những cái chân này bắt đầu đang có lụ hoa lên lụ nha các bác nhá. Một lụ, hai lụ này. Đấy, lụ lên rất là nhiều này. Đấy, nói chung là các thân hoa thân nào cũng có lụ hết. Chậu này có 1 2 3 4 5 thân hoa nha các bác nhá. 5 thân hoa. 5 thân tơ, mã số 43, 200.000 các bác nhá. 200.000 mã số 43. Thuần rồi. Hàng đã thuần rồi các bác nhá. Hàng đã thuần. Đấy, năm nay năm thứ 3 rồi, thuần rất bộ rễ rất là ác của các bạn. Đấy, trước là trồng bé bé rồi xong lên đây, năm nay năm thứ 3 đấy. Tiếp theo, mã số 42. Mã số 42 có 1 2 3 4 5 thân, 5 thân tơ các bác nhá. Đấy, 5 thân, nụ lên hết rồi, tất cả các cây đều lên nụ hết rồi, sừng nụ hết rồi. Mã số 42 cũng 200.000 các bác nhá. 42 200.000. Tiếp theo, mã số 41 có 1 2 3 4 5 6. Đấy, 6 cái thân tơ này. 6 thân tơ nhưng mấy cái thân này nó bé. Mã số 41 180.000 các bác nhá, 180.000. Rất rẻ luôn. Giá quá hợp lý. Tiếp theo là một dề kiều tím. Mã số 37. Dề này gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 thân tơ, 14 thân. Đấy, nguyên một dề nha các bác nhá, hàng nguyên một dề. Mã số 37 350.000 các bác nhá, 350.000. Dề tiếp theo mã số 36. Đấy, dề này thì rất là to. Nặng luôn đấy. Tân thân của nó các bác nhìn xem, thân to bự bự này, như ngón tay cái này mà. Dề này thì có đây những cái thân rụng lá nhưng mà nguyên thân tơ này, chưa hoa hoét thì các bác nhìn cái mắt nó còn nguyên nhé, mắt còn nguyên nhé. Đấy, có ba, có hai thân bị như thế, hai thân là bị rụng hết lá, là nguyên, còn nguyên mắt. Cho này 1 2 này, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 thân tơ, 15 thân tơ. Nhưng mà thân của nó to các bạn, thân to và dài nhé. Đấy, dài hơn 40, là 40 hơn 40 tí. Mã số 36 450.000. Kiều tím. Quá đẹp luôn cái rề này. Rất là mướt mát. Tiếp theo, u lồi. U lồi. Đấy. U lồi thì như các video trước em nó bán các bác biết rồi. Lụ của nó sưng bây giờ rất là to rồi. Đấy. Đấy, sưng, nói chung là mầm cái thân hoa nào cũng lên lụ sưng rất là to các bạn. Mã số 32 gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 thân hoa. 8 thân hoa và thân 2, 4, 6. Thân dài nhất 70 nha các bác nhá. Mã số 32, 300.000. Đấy, 8 thân hoa. Mã số 32, 300.000. Mầm lên rất đẹp. Mã số 33. Mã số 33, mầm cũng lên rất đẹp nha các bác nhá. Mầm lên rất đẹp. Cũng có 2, 4, 5, 6, 7. 8 thân hoa. Thân dài nhất được 60 nhá, thân hoa dài nhất được 60, 33 280.000. U lồi thì tất cả các thân đều lụ của nó rất là đẹp rồi các bác nhá, lụ lên rất to rồi. Đây, quay lại cho các bác xem một lượt thì không. Nhiều người thì ra chưa xem, các bác chưa xem chưa biết đấy, lụ lên rất to rồi. Đấy. Tiếp theo mã số 34. Thân dài nhất được 70 hơn 70 nhá các bác nhá, được 70. Mã số 34. Gồm có 8 thân hoa. Đấy, 8 thân hoa. 34 270.000.
Đây, một siêu phẩm nữa đây. Bao nhiêu đây? Mã số 35. 2 4 6 8 7 mét đây các anh nhá, thân dài nhất là hơn 1 mét, mã số 35. 420.000 cũng 8 thân hoa. Đấy, 450.000 à 420.000, 8 thân hoa, mã 35. Tiếp theo mã số 26. 200.000 nha, cũng 8 thân hoa. Đấy, thân dài 40, đều 40 hết nhé. 200.000 mã số 26, 8 thân hoa. Tiếp theo là sơn thủy tiên mã số 40. Đấy, rất là nhiều thân tơ các bạn, hàng đã thuần, năm nay năm thứ 3 rồi. Bộ rễ của nó thì quá kinh khủng luôn. Các bác cứ yên tâm về cái độ thuần của nó. Năm nay năm thứ 3 nhé, mã số 40, 320.000 nha, rất nhiều thân tơ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 thân tơ, 16 thân lá. Đấy. Thân rất đẹp luôn. Mã số 40, 320.000. Tiếp theo nữa mã số 38. Cũng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cũng 15 thân. Mã số 38, 320.000. Đấy, 320.000 sơn thủy tiên. Chậu sơn thủy tiên tiếp theo mã số 39. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 thân tơ, mã số 39 cũng 320.000 các anh nhé, 320.000. Khá đẹp luôn, lá xanh mướt mượt luôn các bạn. Tiếp theo là một giò đùi gà. Mã số 20. Đấy, toàn thân tơ hết, chưa một thân nào ra hoa. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7. 7 thân tơ và 1 2 3 4 cái mầm bé này nhá. Mã số 20, 180.000. Tiếp theo giò cáo mã số 02. Đấy, gồm có 10 thân. Gồm có 10 thân nha các bác nhá, 10 thân. Đấy, hàng thì đã thuần, đấy rễ của nó các bác nhìn trong rễ của nó cắm hết vào bên trong. Cắm hết vào bên trong bảng này rồi. Cứ yên tâm. Về độ thuần của nó thì cứ yên tâm các bác nhé. Mã số 02. Cáo 230.000. Mã số 30. Đấy, đây một giò tam bảo sắc. Gồm 3 cây xếp rụt rịt nha các bác nhé, 3 cây xếp rụt rịt. 200.000 mã 30. Giò cáo mã số 10. Đấy, cũng có 10 cây, 200.000. 10 cây 200.000. Thuần hết rồi các bạn, yên tâm. Tiếp theo tam bảo sắc mã 61. Đấy, bản lá rất là to. 61 cũng 3 cây, 220.000 các bác nhé, 220.000. Tiếp theo giò trồn mã số 09. 5 cây, 150.000. Giò mã số 11 gồm có 8 cây, 250.000. Hàng đã thuần hết rồi, dễ rất đẹp. Tiếp theo chậu hài kim mã số 05 gồm có 1 2 3 4 5 tép to và 1 tép bé đây. Đấy, 1 tép bé đang lên đây. 500 các bác nhé, hài kim xanh. Đấy, hàng hài kim xanh. Hàng bây giờ cũng rất là hiếm rồi các bạn. Nó hiếm ngang mấy cái hài kim vàng rồi. Tiếp theo mã số 04. 300.000 gồm có 1 2 3 4 tép. Đấy, 300.000 và một lụ. Đấy. Lụ này thì chắc chắn là Tết nó sẽ lở rồi. 300.000 mã số 04. Và tất cả những cái đơn hàng mà từ 400.000 đổ lên thì vẫn như mọi hôm thì bên em sẽ tặng cho các bác một trong những cái chậu kỳ hàng phi điệp. Đó, như vậy. Đấy, có tầm khoảng 4 5 6 7 8 đến 10 kỳ gì đấy. Và tiếp theo là chậu phi điệp vàng. Mã số 19, 150.000 các bác nhá, rất nhiều thân tơ. Và sau đây em sẽ bán một số những cái chậu địa lan để cho bác chơi Tết đấy nhá.
Theo em sẽ chia sẻ cho các bác một số những cái chậu địa lan để cho các bác về chơi Tết nha các bác nhá. Đấy, đầu tiên vào chậu mã số 01. Đấy, chậu địa lan mã số 01. Chậu này thì có 23 24 cành, một cành ngắn này em không tính nhưng vẫn tính 23 cành nhá. 23 cành. Mã số 01, 2 triệu rưỡi nha các bác nhá. Quay cả cho các bác xem. Tiếp theo chậu mã số 02. Mã số 02. Chậu này thì có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cành nhá. Cành này không tính này, hai cành này không tính này. Đấy, hai cành, một cành gãy và một cành non không tính. 11 mã số 02, 11 cành. Em bán giá là 800.000 nha các bác nhá, 800.000 11 cành. Đấy. Nên rất là đẹp. Đây em đã buộc hết cành sắt vào đây cho các bác rồi, về các bác cứ việc chỉnh thôi. Các bác thích chỉnh kiểu gì thì chỉnh, kiểu bẻ sắt đấy, nghiêng sang bên nào nó khác nghiêng sang đấy cho các bác. Đấy nhá. Đấy. Về các bác cứ tự em lúc em bó thì em sẽ uốn thẳng cái sắt lên như này, thẳng tưng lên để em sẽ gửi cho các bác. Thì về các bác tự uốn sẽ uốn lại cho em nhá. Đấy, tiếp theo. Chậu tiếp theo mã số 10. Đấy, chậu này cũng có 10 cành các bác nhá, chậu này 10 cành hoa. Về các bác cứ tự uốn lại cho em. Đây em chỉ uốn để đây cho các bác tự trưng để cho các bác dễ hình dung thôi. Mã số 10. 10 bông cũng 800.000. Tiếp theo mã số 09. Mã số 09, chậu này gồm có 14 cành hoa nha các bác nhá, 14 cành hoa. Đấy. Cành hoa. Cành hoa của nó thì cũng khá dài đấy. 2 4 6 8. Đấy, cũng gần 1 mét nhá, chứ không kém gì đâu. Mã số 09. 14 cành hoa, 1 triệu nha các bác nhá, 14 cành 1 triệu. Theo một chậu cũng có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cành. Chậu này gồm có 12 cành hoa. Đấy. 12 cành hoa 900.000 các bác nhá, 900.000. Đấy các bác, thật sự các bác mua ở đâu rẻ ăn nhà em thì em cũng bó tay thôi. Chả ai bán rẻ ăn nhà em đâu. Đấy, 12 cành 900.000. Hoa rất đẹp rồi, lụ rất to rồi các bác nhá. Lụ khá to rồi. Đấy các bác về mua những cái chậu như này về chơi cả Tết ta lẫn Tết Tây nhá. Tiếp theo, một chậu tiếp theo mã số 07 cũng có 10 cành hoa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, đúng không? 10 cành hoa. Đấy. Mã số 07 800.000 các bác nhá, 800.000. 07. Đấy, em đã buộc sắt thế rồi các bác, chỉ việc về chỉ việc uốn thôi. Uốn thích các bác thích thế như là uốn nhà uốn. Tiếp theo, chậu mã số 06. Đấy. Chậu này gồm có 16 cành hoa nha các bác nhá, 16 cành hoa. Đấy. Về các bác có thích thả cho thẳng tưng người lên nó cũng thẳng hết mà. Đấy, chỉ việc uốn sắt như này lên là nó khắc thẳng lên. Đấy, các bác thấy chưa? Nhưng mà uốn thẳng như này khả năng nó không đẹp đâu. Nó có phải thế rủ rủ một tí, nó cong cong một tí nó mới đẹp các bác. Đấy. Đấy, như kiểu thế thôi. Rất đơn giản. Mã số 06. 16 bông, 1 triệu 2 các bác nhá, 1 triệu 2. 16 bông. Tiếp theo mã số 05. Chậu này gồm có 20 cành. Đấy, 05 20 cành. Đấy, rất to rộng đấy các bác, ok chưa? Nhìn tán rất to luôn. Mã số 05 20 cành, 1 triệu rưỡi các bác nhá, 1 triệu rưỡi. Tiếp theo mã số 04. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 cành hoa. 11 cành hoa 800.000 nhá. Chậu này cũng vừa buộc xong thôi chưa làm tán các bạn. Đấy. Này các bác về dựng như này. Nó uốn cong như này thế là ok. Cành hoa của nó cũng rất là dẻo các bác nhá. Đấy. Đấy, vén lên như này thôi, rất đơn giản thế thôi. Đấy, cứ vén lên xong uốn cong là ok. Các bác cắm một cái cọc ở giữa đây xong các bác buộc dây vào vin nó lên như này. Đấy. Nên rất là đẹp. Mã số 04 800.000. Tiếp theo chậu này các bác ai mà muốn về mà chơi hoa luôn. Đây, mã số 03. 8 cành hoa nha các bác nhá, 8 cành hoa. Đấy, 8 cành hoa. Cái cành này thì bỏ đi.
không tính cành này, nó là 8 cành, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đâu rồi, 1, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đấy, 8 cành hoa, 600.000 nha các bác nhé, 600.000 8 cành hoa, đấy, về chơi, Tết Tây, Tết Ta, ok luôn, về phát là có hoa ngay, chậu này là chậu hoa vàng nha các bác nhé, chậu này hoa vàng, đấy. Còn chậu to như thế này, đấy, chậu này thì rất là to, để các bác nhìn sải tay của em đây nó không hết luôn. Cái cành hoa của nó dài hơn 1 mét đấy các bác nhá. Và mỗi cái cuống hoa, mỗi cành như này là ít nhất có từ 20 đến 45 bông hoa trên một cành nhá các bác nhá. 20 đến 45 bông hoa trên một cành. Đấy, những cái chậu như này bên em đang bán mấy cái giá chậu bán 150.000 trên một cành hoa các bác nhá, 150.000 trên cành hoa. Đấy. Tại vì cành hoa của nó dài, nó to, nó rất là đẹp các bác ạ. Tiền nào của đấy thôi. Hoa cành hoa 70.000 với cành hoa 150.000 nó khác nhau hoàn toàn đúng không ạ? Và mặt hoa của nó cũng khá là đẹp nhá. Đấy. Hoa của nó là hoa xanh nhá. Đấy, những cái bông như thế này là bắt đầu nó vừa mới nở thì nó vẫn còn hơi một tí phớt lâu lâu như thế này. Đến các bác nó nở thêm một tuần nữa là bắt đầu là hoa là cái màu lâu này nó bay đi và nó chỉ còn lại đúng một màu xanh của bông hoa thôi. Hoa này cũng gọi là một trong những dòng hoa xanh nhá các bác nhá. Rồi, anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 0969 444 668, số điện thoại em đã kết nối Zalo nhé. Và các bác còn muốn đặt những cái chậu hoa mà nó to hơn tầm khoảng 3-40 bông ấy thì cứ inbox trực tiếp cho em và em sẽ chụp ảnh gửi gửi cây cho các bác xem nhá. Rồi, em xin chào cả mọi người.